Bạn đang lắng nghe chuỗi radio đọc truyện bên thầy số thứ 2 được phát trên YouTube Quốc Tào. Có nên sát sanh trong ngày cha hay không? Vào mùa thu năm Kỷ Mão năm 1939, lúc bấy giờ Đức Huỳnh giáo chủ còn đang truyền giáo tại thánh địa Hòa Hảo, dưới bến Tổ Đình có mấy người làm đái chặn bắt cá linh theo nước đổ trôi xuống. Những người này đã thọ giáo với Đức giáo chủ. Theo quy tắc trong đạo thì đa số người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều ăn chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, nhưng buổi sáng hôm đó nhằm ngày chai lạc mà số người đóng đái vẫn cứ tiếp tục công việc đóng đái như thường bữa. Chiều lại, Đức Thầy từ trên Tổ Đình ung dung đi xuống. Ngài thấy họ đang dùng cơm chay, ai nấy vẫn không thấy Ngài nói gì. Khi trở lên, Đức Thầy tiếp tục công việc trị bệnh, cứ theo thường lệ mỗi ngày sau thời cúng tối. Những người làm đái đều lên Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau giờ thuyết giảng đạo lý cho mọi người cùng nghe, Đức Thầy xoay qua số người làm đái, nghiêm nghị hỏi: "Hôm nay quý ông ăn chay hay ăn mặn?" "Bạch thầy, chúng con ăn chay." "Thôi, từ đây thầy cho phép các ông ăn mặn, nhưng các ông đừng đóng đái trong mấy ngày chay nữa." Mọi người ngồi lặng thinh, ngơ ngác, chẳng hiểu Đức Thầy muốn nói gì. Đức Thầy bèn giải thích: "Yếu điểm sự ăn chay là cử sát sanh, chứ không phải ăn chay để cho người ta khen mình là có đạo. Nếu hôm nay các ông ăn mặn thì chỉ sát hại một vài căn cá mà thôi. Đằng này các ông ăn chay mà còn đóng đái bắt cá thì giết chết biết bao nhiêu mạng sống." Nghe lời giải thích chí lý của Đức Thầy, số người làm đái vừa hối hận vừa vui mừng vì đã được Đức Thầy dạy cho một bài học quý báu, khiến họ nhận được chân giá trị của sự ăn chay. Viết theo lời ông Lê Phát Khuynh nhận xét: "Qua mỗi chuyện trên, ai nấy cũng thấy rằng hễ là người tín đồ nhà Phật thì phải ăn chay hoặc nhiều hoặc ít, nhưng chẳng phải ăn chay bằng hình thức mà phải ăn chay cả tâm trí nữa, như trong cũ khúc ông Ba Thới đã viết: miệng chay lòng là yêu phải chay, miệng chay lòng chẳng thảo ngay ít gì. Đức Huỳnh giáo chủ cũng bảo: chữ Nam Mô Trì Danh Dự Chay, chay được tâm chay tâm mới quy. Xong, dù ăn chay kỳ hay chay trường cũng thế, đều phải biết tôn trọng mạng sống của các loài hữu tình để giữ tròn tinh thần từ bi bình đẳng. Bởi vì các sinh vật cũng có linh hồn, thân xác, cũng biết tham sống sợ chết như chúng ta vậy. Thế mà hiện giờ cũng có nhiều người quy y đầu Phật đã sớm chiều tự nguyện giữ gìn theo giới luật của đạo, nhưng trong những ngày chay lạc họ vẫn còn săn bắt cá thịt để rộng nhốt lại hoặc đem ra chợ bán. Thiết tưởng những tín đồ thuần thành của đạo chắc không một ai còn dám làm như vậy, bởi Đức Huỳnh giáo chủ đã răn dạy tín đồ một cách cặn kẽ: không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chay lạc hãy cử hẳn. Tôi làm huấn luyện viên. Bước truyền đạo của Đức Thầy trong thời nước Việt còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp thật là vất vả. Chính Ngài phải rày đây mai đó, không lúc nào yên. Vào ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, người Pháp bắt Ngài qua Châu Đốc. Sau 2 giờ, họ đưa Ngài đi luôn Sa Đéc. Ở đây mấy hôm, họ cạch vấn Đức Thầy đủ cách.
Sau cùng, họ quyết định không cho ngài truyền đạo trong ba tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc. Ngoài ra, ngài muốn đi đâu tùy ý. Thế là ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, Đức Thầy đến cư ngụ tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh tại gạch So Đũa, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Trong bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, đoạn mở đề, ngài có viết: Kể từ 18 tháng 4 Canh Thìn lưu trừ thiện từ tới đây, cho làng Nhân Nghĩa biết thầy đem truyền mối đạo tháng mây chỉ chân. Thời gian ở đây, người ta lần lượt kéo đến nghe Đức Thầy thuyết pháp càng lúc càng đông. Cứ mỗi lần có ai đến xin quy y, thì Đức Thầy kêu ông Bộ Thạnh chép dùm bài nguyện cho họ. Suốt tháng qua, ông Bộ ngồi viết từ bài này sang bài khác. Hôm nọ ông đang ngồi viết, bỗng buông xuống suy nghĩ. Đức Thầy ở đây trên một tháng mà mình cứ lo chép bài nguyện cho người ta. Chính mình chưa được Đức Thầy cho bài quy y nào hết. Ông Bộ liền rờ chỗ ngồi, bước đến gần Đức Thầy. Bạch Thầy, hổm rày con lo chép bài nguyện cho người này, người kia mà phần con chưa có. Nay nhờ Thầy cho con một bài để con quy y. Thì sẵn đó, ông Bộ cứ chép mà học. Nhưng hễ quy y thì phải cúng lại cho đủ hai thời, sáng và chiều mới được à. Thưa Thầy, con học bài nguyện được, chớ cúng lại không được thầy. Tại sao vậy? Vì từ trước đến giờ chưa quen quỳ lại. Quỳ lại đau đầu gối quá. Đức Thầy vừa cười vừa bảo: Thôi cứ học cho thuộc đi. Cách một tuần sau, Đức Thầy gọi ông Bộ Thạnh đến. Hôm nay tôi mượn ông một việc được không? Bạch Thầy, ngài dạy việc chi con cũng sẵn sàng làm hết. Kể từ nay tôi cử ông làm huấn luyện viên nha. Huấn luyện việc chi, Bạch Thầy? Thì có ai đến quy y, ông cứ chỉ dạy người ta cách thức cầu nguyện và lễ bái chứ gì. Ông Bộ Thạnh rất vui vẻ, ưng chịu. Trưa hôm ấy có ba người đến xin quy y. Ông Bộ Thạnh lấy bài cầu nguyện trao và dắt họ lại bàn thờ chỉ cách thức. Ba người ấy thưa: Chúng tôi từ hồi nào đến giờ chưa biết lại Phật. Ông Bộ gần gũi Đức Thầy, có thấy ngài lại ra sao, nhờ ông vui lòng lại trước cho chúng tôi lại theo. Ông Bộ hơi dần dừ, tài sờ đầu gối và cố tìm cách thuyết cho ba người ấy hiểu. Bây giờ Đức Thầy ngồi từ ghế trước, trông vào nói lớn: Lãnh trách nhiệm huấn luyện viên thì việc gì cũng làm trước cho người ta học theo chứ. Ông Bộ giật mình, chẳng dám dằn dừ, bèn quỳ xuống nguyện và lại cho ba người ấy làm y theo. Bắt đầu từ đó, hễ có ai đến quy y với Đức Thầy, ông Bộ cũng tiếp tục làm y như vậy. Thế rồi mỗi ngày hai thời cúng, ông Bộ vẫn thường hành mà chẳng còn sợ đau đầu gối như lúc trước. Giờ đây ông mới chợt hiểu Đức Thầy dùng phương tiện khéo léo để giúp ông lễ bái được dễ dàng. Viết theo lời ông Võ Văn Trì. Nhận xét: Lời xưa đã bảo, trên đời muôn việc không chi khó, khó bởi lòng mình chẳng chịu chuyên. Đúng vậy, việc chi mà ta chưa làm đến đều cho là khó, nhưng khi đã làm quen rồi thì thấy rất dễ. Về phương diện tu hành, sự lễ bái là hình thức phụ thuộc, là bước sơ khởi của người hành đạo. Nhưng nếu ai chưa từng làm thì thấy rất khó khăn. Trường hợp ông Bộ Thạnh, vì từ trước vốn sống cảnh phong lưu đài cát, chưa từng chịu cực khổ lễ bái lần nào, nên có quan niệm không thể nào mình làm được việc đó.
Mai nhờ Đức Thầy là đấng từ bi sáng suốt, Ngài dùng phương tiện khéo léo giúp ông Bộ Thạnh thành công một cách dễ dàng. Vẫn biết sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo. Song nếu người thiếu nó thì chẳng khác nào xe thiếu xăng nhớt, xe không thể di chuyển được. Hơn nữa, một người cán bộ nếu không lão luyện công việc thì không thực hành trước được những công việc, thì làm sao bảo người ta hăng hái thi hành theo. Cho nên trong tập đề, Đức Thầy có dạy tín đồ, khi đặt chân vào cửa đạo, phải chịu khó tập sửa đúng theo quy điều giới lực của Thầy Tổ đã dạy, và cứ cần chiên mãi, như vậy mới mong kết quả. Chữ tập đề nay đã mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh. Và Ngài quả quyết rằng, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương vừa kê. Câu chuyện ông Bộ Thạnh vừa kể trên, há chẳng phải là một tấm gương soi sáng cho hậu thế ư? Ăn trai trường có lỗi không? Giáo điều Phật giáo hòa hảo do Đức Huỳnh giáo chủ đề xướng là một giáo điều thích hợp với căn cơ và tính cách của quần sanh hiện đại, nên chỉ trong thời gian kỷ lục, Ngài được đa số nhân sinh hướng theo, quay về lẽ đạo, vì muốn cho phương tiện trong việc trai giới khi mới bước chân vào đạo, Ngài dạy. Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng, chỉ dắt chúng sanh. Cũng vì thế, cô Năm Kiềm, một tín đồ ở xã Long Thuận, Châu Đốc, sau khi quy y với Đức Thầy, cô về nhà một lòng tinh tiến, thọ trì luật giới theo quy tắc mà Đức Thầy đã dạy trong sám cơ. Một hôm cô bắt cá làm thịt, trước khi đánh dậy, như thường lệ, cô giáng mạnh cán dao vào đầu cá, dâng lên tiếng bóp. Cá dậy đành đạch, hốt nhiên tâm thần cô kích động mãnh liệt và vô cùng sợ hãi. Một luồng tư tưởng thoáng trong tâm não, cô tự nghĩ, chà, vì sự ăn của mình mà giết người ta, tội quá. Thôi, từ rày nhất định không ăn và giết nữa. Thế là từ đấy cô bắt đầu trường chay, được trải qua hơn một năm. Ngày kia có chị hàng xóm bảo, cô Năm à, tôi thấy trong giáo lý của Đức Thầy, Ngài dạy ăn chay có 4 ngày hà, sao cô lại ăn chay trường, sợ có lỗi lắm đa. Hãy ăn mặn lại như thường lệ đi. Lời phân dạy đó làm xáo trộn lòng cô. Cô băn khoăn, lo nghĩ mãi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nhưng chẳng tìm ra một biện pháp minh giải cho vấn đề này, cô quyết định đến Đức Thầy để nhờ Thầy phán quyết. Lúc bấy giờ là trung tuần tháng 5 năm Canh Thìn, Đức Huỳnh giáo chủ vì sự nghi kỵ của nhà đương quyền Pháp, cho nên họ dời Ngài xuống làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Khi ra mắt Đức Thầy, cô Năm hỏi Ngài, bạch Thầy, tôi xin phép Thầy để hỏi qua một việc, ăn chay trường có lỗi chăng? Mong Thầy phân bày cho tôi rõ, hầu thực hành theo. Đức Thầy tươi cười, nhưng không trả lời ngay sự thắc mắc vừa qua của cô, mà Ngài hỏi dặn lại, vậy lúc nhỏ vào trường học,
Cô ngồi lớp mấy? Thưa, học lớp 5. Ngài mỉm cười. Như thế cô ở hoài lớp 5 hay vài năm sau lên lớp 4, 3, nhì, nhất? Dạ thưa, tôi lần lần học lên chứ. Đức thầy nghiêm nghị nói. Vậy có lý nào khi người ta ở học lớp cao gọi xuống lớp thấp đâu? Mà xuống lớp thấp như thế coi sao được. Vậy sự trai trường của cô không bao giờ có lỗi cả. Đó là việc quý báu nhất. Cô nên gắn chí hành trì, đừng thói chuyển làm mất đạo tâm. Qua lời giảng dạy vàng ngọc của Đức Thầy làm cho lòng cô thơ thới nhẹ nhàng. Khi trở gót mang theo một niềm hân hoan vô hạn, cởi bỏ những gì ngờ vực đang phủ quanh. Cho đến bây giờ, năm 1970, cô vẫn tiếp tục trai giới tinh nghiêm, viết theo ông Nguyễn Văn Ba tự tấn. Nhận xét, như chúng ta đã hiểu, ăn chay là do lòng từ bi và tâm bình đẳng, thương yêu muôn loài vạn vật, muốn đem nguồn vui cho cả chúng sanh, chứ chẳng phải do lòng cá nhân ích kỷ riêng mình. Theo Đức Lục Tổ thì muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Kinh Lăng Nghiêm cũng cho biết, hễ sát hại một mạng thì trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng dứt trừ, con người không thể thoát khỏi cảnh trần lao được. Như thế ăn chay là tránh khỏi luân hồi quả báo, nuôi lòng từ bi, diệt tâm tham sát. Vậy là Phật tử, ta nên cố gắng ăn chay, dầu ít dầu nhiều, và lần đến chỗ trường chay càng tốt, như Đức Thầy có dạy. Tương vừa giữ phần cho tròn, cuối niên thân giàu mất còn sẽ phân. Hoặc là phần tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn bề. Nhưng thực chay chưa đủ, người tu hành khi nhận thức chân lý qua giáo điều nhà Phật tất phải cố gắng thực thi đến chỗ chay tâm nữa mới là điều cao quý. Chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Theo mẫu chuyện kể trên, chúng ta có thể quả quyết rằng ăn chay trường không bao giờ có lỗi. Câu chuyện số 3, Tà Đạo. Tòa ấy nhà đương cuộc Pháp thấy cuộc đô hộ Việt Nam bắt đầu suy yếu nên muốn dời Đức Thầy sang Lào, nhưng chưa kịp xuống tay thì đêm mùng 2 sáng mùng 3 tháng 9 năm Nhâm Ngọ năm 1942, viên đội Kimura dùng xe hơi rước Đức Thầy về Sài Gòn ở tại phòng thương mại sau đổi qua căn số 150 đường Lơ Phêu. Lúc đầu Đức Thầy ở tại đây thì tại các tỉnh bọn mật thám tình nghi bắt bớ tín đồ. Vì vậy Đức Thầy cho những người tín đồ bị Pháp theo dõi đến ở với Ngài. Anh em tín hữu lên Sài Gòn rất đông, sự ăn uống hàng ngày phải nhờ đồng đạo các tỉnh vận động tiếp tế. Bọn mật thám lại theo dõi, bắt bớ và truy nã những nhân viên vận động tiếp tế. Thấy tình cảnh khó khăn, Đức Thầy cấm không cho tiếp tế nữa. Nhưng có một nữ tín đồ ở Cần Thơ không hay lệnh cấm. Cô chở một ghe thực phẩm lên Sài Gòn. Ông Năm Lửa đem việc này trình với Đức Thầy. Đức Thầy quở: tôi đã cấm, nếu còn tiếp tế, bọn mật thám chẳng những theo dõi biết căn cứ của mình mà chúng còn làm hại đến những người tiếp tế ấy nữa. Ông Năm Lửa bèn cho ông chủ cu hay để nói vô tiếp. Độ nửa giờ sau,
ông chủ đến thưa với Đức Thầy. Có một nữ tín đồ ở Cần Thơ chở ghe thực phẩm lên tiếp tế. Lúc này con biết Đức Thầy đã cấm, nhưng thưa Thầy, nếu Đức Thầy không nhận thì người ta phải trở về, thật cũng khó cho họ lắm. Đức Thầy nói, thôi, Thầy chấp nhận ghe tiếp tế này, nhưng về sau ông phải thông báo cho các tỉnh hay, không nên tiếp tế nữa, nếu còn sẽ có hại chung. Được sự chấp nhận của Thầy, anh em tín hữu khuân vác các vật tiếp tế lên, trong một giờ thì xong. Sáng ra Đức Thầy kêu cô nữ tín đồ lên dặn bảo. Lúc đó ông Lê Văn Phán đứng nép bên cánh cửa để ý coi Đức Thầy dạy cô ấy ra sao. Đức Thầy nói, cô chở ghe tiếp tế từ tỉnh đến đây đã lỡ rồi Thầy nhận cho. Từ đây chừng nào có lệnh mới được tiếp tế. Thầy nói cho cô biết, Thầy ở đây, cô biết đến viếng thăm. Sau này có một thời Thầy vắng mặt. Có nhiều tà đạo ra đời, bọn chúng lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lòng. Viết theo lời ông Lê Văn Phán, phụ bàn. Chư tổ, chư sư cho đến Đức Phật, lúc tại thế đều lo lắng cho đệ tử. Thậm chí các ngài sắp nhập Niết Bàn cũng để lại lời di chúc cho đệ tử, lấy đó làm định hướng trên đường hành đạo, tránh những nguy nan. Đến khi Đức Thầy ra đời mở đạo, lúc nào Ngài cũng hỗ trợ tất cả tín đồ. Như trường hợp nhà đương cuộc pháp tình nghi bắt bớ anh em tín đồ ở các tỉnh, Đức Thầy luôn luôn bảo trợ họ bằng cách cho tín đồ ở ngủ với Ngài. Ngài hết sức lo lắng, khuyên cô nữ tín đồ ở Cần Thơ không nên vận động tiếp tế nữa. Đức Thầy biết nếu còn tiếp tế thì bọn mật thám theo dõi bắt bớ, có hại cho người cùng ở với Đức Thầy và các nhân viên cổ động tiếp tế. Chẳng những vậy, Ngài còn để lời dặn dò người nữ tín đồ. Sau này có một thời gian Ngài vắng mặt, có nhiều tà đạo lộng hành cám dỗ, những người nhẹ dạ non lòng phải sa vào cạm bẫy của chúng. Điều này đã có lần Đức Thầy viết lên trên giấy. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt ở chúng mơ sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bầy khó mong sống sót. Nhận thấy Đức Thầy lúc nào cũng hộ trì chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác. Trên bước đường hành đạo, nếu chúng ta thật lòng tin tưởng thì chắc chắn Ngài sẽ chứng giám như lời Ngài đã cho biết. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trên đau lai. Thật vậy, nếu là tín đồ thì phải có đức tin vững chắc mới khỏi lạc vào tà sư ngoại thuyết, đồng thời phải vâng lời đức tôn sư chỉ dạy, có thế mới tiến triển trên đường hành đạo. Đừng quên nhấn đăng ký để nhận thông báo những bài đăng mới. Dạy đạo cứu đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn năm 1940, Đức Huỳnh giáo chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở rạch So Đũa thuộc làng Nhơn Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây Ngài tiếp tục phát phù trị bệnh, bá tánh và tín đồ gần xa tớ lùi tấp nập. Hôm ấy có quý ông Hương Quảng Chiến ở xã Phú Thành,
hương chủ Lâm Thơ Cư ở xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Nản ở xã Long Kiến cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến giếng Đức Thầy. Suốt nửa ngày người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó Ngài đem lời đạo lý ra bài giải, khuyến khích họ lo tu hành để thoát khổ, triền miên của kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn Ngài nói: "Tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh để cứu đời. Nhưng tại bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc, xin bùa mãi. Buộc lòng tôi phải tạm dùng một ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe được lời đạo lý mà thoát khổ. Cho sau này số người ta mắc bệnh, có lúc đông không thầy thuốc nào trị kịp." Nói đến đây, Ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từng ngón mà nói rằng: "Nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi thì con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diều." Viết theo lời ông Nguyễn Hữu Hạnh, tự Hương Quảng Chiến. Nhận xét: ở đời người ta hay cầu mong lợi lộc ở thực tại ngắn ngủi, mà không nghĩ đến phần phúc lợi vĩnh cửu. Mẫu chuyện kể trên cho ta thấy rằng, người dùng thuốc chỉ được hết bệnh trong một thời gian rồi cũng bị tái phát. Vì lẽ còn mang nhục thể của xác thân, tất còn bị ảnh hưởng của thời tiết bất hòa mà thường sanh ra bệnh hoạn. Bởi thời thế chuyển xây biến ngơ thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trần trọc hôn mê nhức nhối. Chẳng thế, còn phải bị nghiệp quả báo đền, khiến thân xác phải dương bệnh khổ lưu truyền mãi mãi. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiển kiếp làm điều bạo ác. Chỉ có người tin hiểu đạo pháp để lo tu hành mới giải thoát các nghiệp khổ, hầu sống một cuộc đời không già không bệnh chẳng ngày nào lo. Do đó mà Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói rõ: phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thuyện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Lại nữa, dầu ta không quy y cầu đạo mà chỉ đứng ngoài ngưỡng cửa, không chịu cố gắng thực hành theo quy điều giáo pháp của thầy tổ răn dạy, thì mong gì được sự tiếp độ của Phật tiên. Cho nên đến ngày rốt cuộc, tâm ý ta tạo tác như thế nào thì nghiệp lực cũng sẽ hút vào cảnh giới đó, như Đức Giáo Chủ đã bảo: địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Chỉ có một nấc, chiều nay anh em đừng đi chơi đâu xa. Lời nói ấy là khẩu lệnh của Đức Thầy phán dạy trước một số đông anh em đồng đạo vào chiều ngày 9 tháng 3 dương lịch năm 1945 tại căn phố số 150 đường Lơ Phêu, Sài Gòn. Anh em đồng đạo mãi thắc mắc trước khẩu lệnh này. Họ tự vấn nơi lòng: có chuyện gì xảy ra trong đêm nay?
Ông Lê Văn Phán, một đồng đạo hiện có mặt trong thời gian ấy, lòng cũng nghi nan, ông bèn hỏi ông chủ cu: "Đêm nay bộ có chuyện gì sao mà Đức Thầy không cho đi chơi vậy ông chủ?" Vẻ trầm ngâm xen lẫn trong sự ái nái làm hiện rõ trên khuôn mặt của ông chủ. Trước câu hỏi của người bạn đạo, ông đáp: "Việc này Đức Thầy cấm, không cho ai biết. Đêm nay nhật đạo chánh pháp đó." Tâm tư ông Phán một vùng trời tự do lóe ra, ông vừa mừng cũng vừa lo. Chập sau đèn điện đã cháy sáng, 7:40. Một phát súng lệnh nổ lên, hàng trăm tiếng khác phụ họa, và rồi liên tiếp tiếng y ạch đạch đùng, tiếng người la ó hò hét rên rỉ, một thứ âm thanh hỗn loạn kỳ quặc được dâng lên từ mặt đất lên cao cao mãi. Nhật đạo chánh pháp, lời nói thì thầm qua cửa miệng của người dân Việt. Quyền hành thực dân Pháp sau đêm kinh hoàng ấy đã mất tất cả, phải nhường lại cho người Nhật Bổn. Toàn dân Việt đều phấn khởi, tưởng chừng nền độc lập tự do từ nay đã thành đạt. Sáng ngày 10 tháng 3 dương lịch năm 1945, hầu hết anh em đồng đạo hiện trú ngụ bên cạnh Đức Thầy được cơ hội đi viếng đó đây. Ông Lê Văn Phán cũng đồng tâm trạng như các đồng đạo khác. Sau khi dạo cảnh xong, ông trở về thì đúng bữa cơm sáng. Đang lúc ông Phán ăn cơm với anh em, Đức Thầy từ trên lầu đi xuống, ngài hỏi ông: "Bộ ông mừng lắm hả?" "Dạ thưa thầy, con mừng lắm." "Đó chỉ là một nấc thôi ông à." Nhận xét: phàm là người khi trí đại giác đã mở, thì những gì gút mắt bí ẩn của dòng đời, của cơ tạo hóa, các bậc ấy đều biết trước một cách rành rẽ rạch ròi. Đức Quỳnh giáo chủ cũng thế, trước sự hăng hoang nô nức của mọi người, trước niềm tin vào thế cờ của người Nhật, đất nước sẽ chuyển qua thời kỳ mới, thì ngài cho biết đó chẳng qua chỉ có một nấc. Quả thật, sau đó một thời gian, hai quả bom nguyên tử rơi xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo. Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện, Pháp trở lại, dẫm bừa gót giày xâm lược trên đất Việt. Lại một lần nữa, người dân vô tội ôm hận trước bạo lực cường quyền. Thế là lời tiên tri của ngài đã chứng thực. Xong, cái than khổ não, khóc hại, nào phải có một nấc mà hết đâu. Ông Nguyễn Văn Thới, một nhà đạo học uyên bác, có viết trong Cũ Khúc: "Tháng 12 nấc khó biết sâu, từ tí chỉ hỡi biết đâu mai chiều." Đã biết sự khổ não còn bi thiết hơn những ngày cơ tận, chúng ta phải trì trí bền lòng tu tỉnh để đón tiếp một ngày mai huy hoàng. Muốn có thần thông. Vào năm 1944, người Pháp cố tình chặn đứng không cho đạo Phật giáo hòa hảo phát triển. Chúng cho lùng bắt những người đang hoạt động đạo đức ở các tỉnh, đưa cho ngồi tù hoặc đài ra côn đảo. Bây giờ Đức Thầy đang cư trú tại Sài Gòn. Ngài kêu gọi những tín đồ ấy cùng lên ở với Ngài để ẩn lánh một thời gian. Trong số đó có ông Giáo Khương, người ở tỉnh Châu Đốc. Hôm nọ ông Khương ngồi lo nghĩ, chẳng biết hiện tình trong tỉnh nhà ra sao. Ông liền khởi lòng mong ước, phải mình có phép thần thông để nghe hết mọi việc khắp nơi như thế nào. Lúc ấy Đức Thầy vừa đi ngang đó, chừng như rõ được tâm ý của đệ tử, ngài tươi cười hỏi: "Bộ ông giáo muốn có thần thông lắm sao?" Nghe Đức Thầy hỏi, ông Khương giật mình, cười thẹn,
chứ không đáp được lời chi. Còn đức thầy hỏi rồi cũng bỏ đi luôn. Ông Khương ngồi suy nghĩ, mình mới tu mà nhiều cao giọng quá. Sau đó vài phút, bỗng nhiên ông Khương được thấy rõ ràng bà Thạnh và hai đồng đạo đang chèo một chiếc ghe chở đầy thực phẩm từ Nhân Nghĩa, Cần Thơ tiếp tế lên Sài Gòn. Ghe đi đến đâu và mọi người trong ghe nói chuyện và tắm giặt, dùng cơm ra sao, ông Khương đều nghe thấy hết. Bấy giờ ông rất mừng rỡ, nhưng không giấu kín trong lòng được, bèn đem thố lộ cho hai người bạn biết. Ông nói, ghe tiếp tế của bà Bộ Thạnh ở Nhân Nghĩa, Cần Thơ lên rằng tới đó. Hai người ấy cùng hỏi, anh ở trên này có ai báo tin mà biết chuyện ấy? Không ai cho tin, nhưng tôi biết có như vậy, và chắc khoảng 9 giờ ngày mai là ghe sẽ tới đây. Hai người bạn không tin, cho rằng ông Khương nhớ nhà rồi đặt chuyện nói láo cho vui, bèn rủ ông đánh cá. Nếu việc y như vậy, chúng tôi thua anh 2 tô hủ tiếu và 2 ly cà phê nha. Bằng không, anh phải bao tiền cho 2 đứa tôi đủ như vậy, chịu không? Ba người bằng lòng trong việc ăn cá với nhau, nhưng không dám nói lớn vì sợ đức thầy quở trách. Qua hôm sau, ba người cùng ngồi chung bàn đàm thoại và chờ xem kết quả. Đợi đến 8 giờ 30 cũng chưa thấy gì. Hai ông bạn kêu ông Khương nói, giờ này anh giáo cùng hai chúng tôi đi ra tiệm nước là vừa. Ông Khương đáp, chưa đâu, đúng 9 giờ, đồng hồ gõ xong mới biết ăn thua chứ. Hai người bạn với nụ cười đắc thắng nói, đợi tới đó cũng được. Đồng hồ bắt đầu gõ 9 giờ, bỗng thấy người gác cửa vào trình bày với đức thầy. Bạch thầy, có ghe tiếp tế của bà Bộ Thạnh ở Cần Thơ lên tới. Hai anh bạn đồng ca ngợi ông Khương, đoạn ba người dắt nhau ra tiệm hủ tiếu, ăn uống xong đồng trở về an toàn. Họ yên trí rằng không ai hay biết. Nhưng sau đó ít phút, đức thầy từ trên gác đi xuống, nhìn ngay ông Khương, cười nói, ông giáo vừa được ăn hủ tiếu và uống cà phê rồi phải không? Nghe thấy được bấy nhiêu đó thôi nghe ông. Từ giờ phút ấy về sau, ông Khương không còn được nghe thấy như mấy ngày trước nữa. Theo lời ông giáo Khương, nhận xét, thường tình người ta khi gặp cảnh nghèo khổ hoặc bị đàn áp buộc ràng thì hay nảy sinh cái ước muốn làm sao cho mình vượt qua hay thỏa ý. Từ đó xã hội loài người thường xảy ra những cuộc ghét thương hiềm khích và đấu tranh gây khổ, rồi cứ thế mà trả dai lên xuống trong bánh xe sanh tử. Ở đây ông giáo Khương nhờ hấp thụ giáo lý Phật Đà qua lời giảng của đức thầy, nên sự ước muốn của ông không đến nỗi gây khổ cho ai. Tuy nhiên, sự mong muốn ấy chưa phải là thực tế và cao cả, vì còn trong lợi ích cá nhân. Chính ông cũng thấy được chỗ đó, nên khi nghe đức thầy hỏi, bộ ông giáo muốn có thần thông lắm sao? Thì ông rất hổ thẹn cho sự ước vọng của mình. Bởi lẽ, người muốn có thần thông ít ra phải tự diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, hoặc tiêu trừ hết phiền não mới chứng đạt. Trường hợp này đức thầy rất thông cảm cho tín đồ, vì lẽ ông Khương mới đặt chân vào cửa đạo là gặp phải cảnh xa cách gia đình, thân quyến để đi lánh nạn. Cho nên ngài muốn an ủi ông Khương giờ bớt nỗi nhớ, mới tạm chút quyền diệu giúp cho ông Khương được 2 phép nhãn thông và nhĩ thông. Nhưng khi có được thần thông, ông Khương lại không biết thận trọng để phải dương dấp những điều sai lầm như sau. 1. Giữ kín sự nhiệm màu trong lòng không được, lại đem khoe với hai người bạn. Điều này đối với người tu gần như chứng đắc rất cấm kỵ, bởi Bồ Tát còn thấy mình có chứng đắc thì chưa phải là Bồ Tát.
đã thấy mình có được đắc hoặc là có chút vui mừng cũng chưa được, huống hồ là đem khoe khoang với mọi người. 2. Lợi dụng sự thấy nghe rõ ràng, nắm phần chắc trong tay, ông Khương đem đánh cá với hai người bạn để được ăn cuộc. Tuy đây là cuộc mua vui nhỏ nhặt, nhưng trong đó cũng có dụng ý ăn thua, điều mà hầu hết nhà tu phải tránh hẳn. 3. Đã biết điều mình đánh cá với hai người bạn là sai, nếu Đức Thầy hay được sẽ khiển trách, nhưng ông Khương vẫn cố giấu, quên nghĩ rằng phép thần thông sức tu của mình chưa chứng được mà phải nhờ đến tha lực, mà người ban cho tha lực ấy là Đức Thầy, chứ còn ai nữa mà hòng che giấu Ngài. Do đó ông Khương và hai người bạn từ tiệm nước trở về tưởng đâu an toàn, không ngờ Đức Thầy rõ hết sự tình, nên Ngài nhìn ông Khương nói: ông giáo vừa được ăn hủ tiếu và uống cà phê rồi phải không? Nghe thấy được bấy nhiêu đó thôi nghe ông. Thế là sau giờ phút ấy, ông Khương bị mất hết thần thông. Và lúc bấy giờ, ông nhận được sự thần thông quyền diệu của Phật và các điều sai sót của mình. Đọc câu chuyện trên, chúng ta không nên dội vàng chê trách ông Khương mà vướng thêm cái bệnh lo thấy lỗi của người khác. Vì người mới vào đạo lâm vào hoàn cảnh ấy, chưa chắc ai khỏi lầm. Vậy nên điều cần thiết là chúng ta nên rút bài học kinh nghiệm cho đường tu của chính mình là hơn. Bạn đang lắng nghe chuỗi radio đọc truyện bên thầy số thứ 3, được phát trên kênh YouTube Quốc Tạo. Đừng quên nhấn đăng ký để nhận thông báo những bài đăng mới. Chết ăn không được. Vào khoảng tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, một buổi chiều nọ, ông Lê Phát Khuynh đi xuống tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau khi giải bài tường tận cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật, khi bàn đến việc quải đơm cúng tế, Đức Bình giáo chủ hướng mắt về phía ông Khuynh, Ngài bảo: này ông Hương trưởng, lúc mạnh ông ăn cơm mỗi bữa được mấy chén? Ông Khuynh dội vàng đáp: bạch thầy, khi mạnh giỏi tôi ăn được khoảng 5-7 chén. Đức Thầy hỏi: còn lúc đau ông ăn được mấy chén? Bạch thầy, lúc đau tôi ăn chừng 1-2 chén là quá rồi. Đức Thầy hỏi dồn: lúc chết ông ăn được mấy chén? Với câu hỏi đột ngột ngoài tầm tiên liệu của ông Khuynh lặng thinh không đáp, vì chẳng biết Đức Thầy muốn dạy gì. Tôi hỏi thật đấy, và Ngài lặp lại một lần nữa. Ông Khuynh có vẻ lúng túng, gượng trả lời: bạch thầy, lúc chết ăn làm sao được mà ăn? Đức Thầy liền nhỏ nhẹ: đúng thế ông à, khi chết con người không bao giờ ăn được. Sở dĩ con cháu cúng dỗ là để tưởng nhớ công ơn bậc sanh thành dưỡng dục, và để nhớ đến Ngài chia cách đời đời, tưởng câu sự vong như sự tồn, vậy thôi. Nhưng nếu sát sanh gà vịt nhiều thì linh hồn người quá cố sẽ chịu lây quả khổ, và người sát sanh phải mang nghiệp trần mê. Ngài giảng luận một hồi lâu rồi vào trong. Lát sau Ngài đi ra. Ngài lúc đó anh em đồng đạo đang bàn bạc, chưa ngã ngủ được vấn đề. Thấy Đức Thầy ra, một đồng đạo đứng lên bạch: thưa Thầy, như vậy chúng tôi đến Ngài quải đơm, muốn cúng phải làm sao? Mong nhờ Thầy chỉ dạy. Đức Thầy đáp: cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Có gì đồng đạo lẹ miệng: không cúng được không Thầy? Không cúng xa địa ngục. Lời Thầy có vẻ quả quyết. Sau đó Ngài xướng đọc bài thi Báo Hiếu Đạo Nhà cho tất cả mọi người đều nghe và khuyên nên cúng chay. Viết theo lời ông Nguyễn Văn Thượng. Nhận xét: từ xưa nay,
người ta thường quan niệm rằng khi ông bà cha mẹ qua đời, muốn báo hiếu đầy đủ, không gì bằng đến ngày quải đơm, lo vật thực, tươm tắt, phải vật heo, giết gà dịch để cúng kiến mới tròn hiếu đạo. Có người mang đầu óc một quan niệm hết sức sai lầm. Cha mẹ tôi lúc sanh tiền không có ăn chay, như vậy cúng chay, e cha mẹ không chứng. Quan niệm trên, theo đạo Phật, ta có thể khẳng định là hoàn toàn sai lầm. Vì trước kia đạo Pháp chưa được rộng mở, con người chưa biết tu hành, thì làm gì có chai lạc trong giới kỳ 14, rằm, 29, 30. Lại nữa, thử hỏi ngày kỷ niệm ông bà cha mẹ vui hay buồn đối với mình, mà mình đành lòng say sưa qua rượu nồng, thịt béo. Và theo kinh Phật và sấm giảng của Đức Thầy, thì sau khi chết, thần thức của chúng sanh phải theo dòng nghiệp lực, cuốn hút theo căn nguyên tội hay phước, mà thọ sanh vào cảnh giới hoặc vui hoặc khổ. Phước nhiều tiên cảnh nở lên dài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thế. Như vậy còn đâu để ăn với uống. Thế nên y cứ vào lời phán dạy sáng suốt của Đức Tôn Sư, thì sự sát sanh cúng tế là điều tội lỗi vô ngần, làm cho kẻ giết phải mang nghiệp chướng, cũng như người bài vẽ cúng kiến phải gánh lấy một phần trách nhiệm khổ đau sau này. Vậy, người con hiếu thảo phải do lòng thành kính và tu cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ được an nhàn, chứ không phải cúng tế linh đình mà đạt được hiếu đễ. Ta hãy nghe lời Đức Huỳnh Giáo Chủ phân bài về điều này qua một đoạn trong bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Đôi lời kể lại nỗi hàn quyên, ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng vậy xác thân đã hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm quan khiên, thiên đường siêu thoát thời thông thả, địa ngục trầm luân ác đạo điên.